Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài số 3 rồi đúng không nào? Cái việc chứng minh các bất đẳng thức nó cũng rất là quan trọng và rất là khó. Nên chúng ta cần phải thông minh một chút để chúng ta có thể biến đổi từ cái bước bước 2 để trở thành cái bước 3 bằng cách nhân với một cái số nào đó với cái bước 2. Thầy đã hướng dẫn cụ thể ở trong cái câu A và câu B rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 4 các em nhé. Bài số 5 thì thầy sẽ quay ở clip tiếp theo nữa. Ok. Cứ mỗi bài thầy sẽ quay một clip nha. Các em nhớ click quảng cáo hộ thầy này, chia sẻ bài giảng giúp thầy, like, comment tích cực ở trên kênh của thầy, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nhé. Ok, cảm ơn em, đó chính là công việc của em. Còn công việc của thầy là bây giờ thầy sẽ giảng để giúp cho em dễ hiểu nhất là được. Ok. Rồi. Ở đây người ta cho các em cái tổng SN không? Các em thấy này, cái quy luật của nó là gì em? 1 phần 1 nhân 2, các em thấy không? Trên 1 phần 2 nhân 3, các em thấy nhá, 1, 2, 2, 3, chắc chắn nó tiếp theo nó sẽ là gì? 3 nhân 4 này cộng chấm chấm đi, thấy không? Như vậy thì n ở đây là n cộng cộng 1 đúng chưa? Với n thuộc n sao? Đó, khi mà cái em để ý là cái điều kiện ở đây, khi n mà thuộc n sao nghĩa là chúng ta sẽ xuất phát từ số 1 trở lên, nghĩa là không có số 0, các em hiểu nào? Nếu mà ở đây giả sử á, mà chúng ta thế thử mệnh đề thì các em phải thử n bằng 1, nhớ giùm thầy như vậy. Nhưng ở đây ở câu A người ta đã yêu cầu các em tính S1, S2, S3, nghĩa là chỗ nào có n thì chúng ta sẽ thế bởi là số 1, số 2 và số 3, các em hiểu không? Đây, thế vào chỗ này này, thế vào cái số cuối cùng cũng là cái số theo cái quy luật này ha. Cuối cùng như vậy thì ở đây ta có này S1 thì các em thế ở chỗ này này, nghĩa là chỗ nào n ta thế bằng số 1 á, 1 này, 1 cộng 1 này, thì ở đây ra sẽ ra được là gì? 1 nhân ở đây cho 2 thì đây sẽ ra được 1 phần 2 này, S2 này theo chỗ này 2 này, nhân ở đây cho gì các em? Như vậy thì ở đây S2 thì chúng ta sẽ có là 1 theo đây, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ lấy hai số này đầu tiên cộng lại này, 1 đây số 2 các em nhé, cộng cho gì các em? 1 đây này ha, 2 nhân 3. Như vậy thì ở đây chúng ta có là đây là 1 phần 2 này, bút sao nhỉ, cộng ở đây là 1 phần 6. Chúng ta sẽ quy đồng lên hay là dùng máy tính bấm cho nó nhanh mệt, 11 rồi ha, bằng 2 phần 3 kia, tính dính cái gì rồi, S3 ha. S3 thì chúng ta lấy 3 số này cộng lại. Nếu mà S4 nữa thì chúng ta đã hiểu rồi không? Ok. Rồi. Ở đây nó ra được là gì em? 1 phần 2 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 12. Như vậy cái anh S3 này, cái bút như bị sao ta? Bây giờ thầy sẽ dùng máy tính này sẽ bấm nhá. Như vậy bấm 1 phần 2 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 12, 3 phần 4 em. Được chưa? Nếu như mà chúng ta tính S4 thì chắc chắn sẽ ra được là 4 phần 5. Tính S5 thì sẽ ra được 5 phần 6. Các em nhớ như vậy. Đó chính là cái quy luật của cái bài này. Câu B nè. Dự đoán công thức tính tổng SN và chứng minh bằng quy nạp. Ha. Ok. Như vậy chúng ta thấy này, nếu S1 á, ở đây ra 1 phần 2, các em coi ở đây số 1 này là tử này, thì số 2 nó sẽ tăng thêm mấy đơn vị? 1 đơn vị. Ở đây 2 thì trên tử này, thấy số 2 không? Thì dưới là 3. Ở mẫu này, ở đây 3, S3 thì đây 3 phần 4. Nếu mà S4 thì sẽ 4 phần 5. Như vậy thì ta theo cái kết quả câu A này, đúng không? Theo kết quả câu A,
ta dự đoán thôi nha, ta dự đoán thì cái tổng SN này, cái này này, ở đây N thì tính tử nó phải là gì? Trên tử ở đây nó sẽ là N, và ở dưới mẫu này nó phải là N cộng 1, tại vì ở đây là cái này 3 này, thì trên tử là số 3, là chính nó, và dưới là thêm một đơn vị là cộng 1 là thành 4 này. Còn nếu ở đây là S4 thì nó phải là 4 phần 5, S5 phải là 5 phần 6, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chứng minh theo công thức này, cái tổng S này sẽ bằng là phương pháp quy nạp. Em hiểu nào? Với mọi N nó thuộc N N sao, em hiểu nào? Như vậy thì ở đây em ghi này là ta sẽ chứng minh, ở đây em ký hiệu đây là một nha, cái đẳng thức một bằng phương pháp quy nạp. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thế, chúng ta có bước 1 này. Bước 1 thì chắc chắn chúng ta sẽ thử cái đẳng thức 1 với n bằng mấy em? Với ở đây nhớ giùm thầy là n bằng bằng 1 thế ở chỗ đây. Các em hiểu nè. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta có là cái S1 thì ở đây là bằng 1/2. Đúng không? Theo câu A, ở đây là vế gì? Vế trái này. Còn vế phải chúng ta thế chỗ đây. Như vậy 1 trên cho 1 cộng 1 thì đây sẽ bằng 1/2. Như vậy thì vế cái này chúng ta suy ra vế trái sẽ bằng vế phải. Cái đúng chứ nào? Đó. Như vậy chúng ta suy ra luôn là cái đẳng thức 1 không? Nó đúng với n bằng 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi sang bước 2, là chúng ta giả sử cái đẳng thức 1 nó đúng với n lớn bằng bằng 1. Tức là gì em? Từ từ. N bằng k chứ. Có đúng nào? Đấy, tức là SK sẽ bằng 1 trên cho 1 nhân 2 cộng cho 1 nhân 2 nhân 3 cộng chấm 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 đi. Cộng ở đây chỗ nào có n chúng ta thế vậy, k ở đây là k chứ, nhân cho k cộng 1. Thì ở đây chắc chắn nó sẽ bằng là k trên cho k cộng 1. Có đúng chưa nào? Ok, chúng ta phải lưu ý ở bước 2 này nha. Tới bước 3 các em, là ta phải chứng minh cái đẳng thức, nãy là k rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái đẳng thức đúng với n bằng k gì? N bằng k cộng 1, nghĩa là cái s k cộng 1, đúng không? Có phải nó phải bằng là k cộng 1 ở đây trên cho k cộng 1 rồi cộng cho 1 ở đây, nghĩa là đây sẽ bằng là k cộng 1 trên cho k cộng 2 đấy. Có hiểu chưa? Nhưng mà thì bây giờ chúng ta sẽ biến đổi nha. Chờ thầy lấy cái tờ giấy khác hết giấy. Rồi, bây giờ thầy sẽ biến đổi cái này nè. Dựa vào bước 2 này để chứng minh được cái này này. Có được không? Được chứ không? Như vậy thì ở đây chúng ta có cái gì nào? Rồi, ta có này. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chứng minh nhé. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thế k cộng 1 vô thì bây giờ chúng ta có này, ta có cái SK cộng 1 ở đây có phải là bằng 1 phần đây 1 nhân 2 cộng 1 nhân 2 nhân 3 cộng chấm 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 cộng đây là 1 nhân k cộng 1 này, có đúng không? Và ở đây phải là 1, cái số tiếp theo của nó phải là gì? K cộng 1 nhân k cộng 2 này, có đúng không? Bằng tiếp mà cả cái tổng này,
Các em nhớ này, đây này, lưu ý này, kẻ cái anh này này, từ đây cho tới đây nhá, kẻ cái tổng này thì nó chính là SK, mà SK đây chúng ta sẽ thế bởi là K trên K cộng 1, được chưa nào? Như vậy thì cái này nó sẽ ra được, đây chính là SK cộng trên cho 1, K cộng 1, ở đây nhân K cộng 2. Các em hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ thế cái SK này, đây, SK này bằng chứng như này vô đây. SK bây giờ chúng ta không ghi SK nữa mà ghi cái này này. Như vậy ra được K trên cho K cộng cộng 1 cộng ở đây là 1 trên cho K cộng 1 K cộng cộng 2. Tới bước này các em hiểu chưa nào? Đó rất là dễ đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Như vậy mẫu chung ở đây sẽ là K cộng 1 nhân K cộng 2. Ta nhân chéo lên đây, đó chính là K nhân K cộng 2 đúng không? Lát cái mẫu này chia cho lên đây thì ra được K cộng 2 nhân ở đây cộng ở đây là số 1. Thì nhân vô, các em hiểu nè. Như vậy ra được K bình phương cộng 2K cộng 1 trên cho K cộng 1 nhân K cộng 2. Thì các em thấy là trên tử đây chính là hàng đẳng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 1. Nó có dạng là A bình phương cộng 2AB cộng cho B bình phương. Như vậy chúng ta đưa về K cộng 1 tất cả bình phương trên K cộng 1 ở đây K cộng 2. Cả đúng chưa? Như vậy thì ở đây sẽ bằng, các em thấy không? K bình phương mà đây có K cộng 1 này, ta rút gọn đi. Như vậy trên tử còn K cộng 1 cho nhân K cộng 2. Như vậy thì ở đây là điều phải chứng minh này. Như vậy chúng ta chứng minh được SK cộng 1 thì sẽ bằng là K cộng 1 trên K cộng 2. Thấy chưa? Chỗ đây, đây này. Đó, như vậy các em thấy cái hay không? Rất là hay đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi này là tức là gì? Tức là cái đẳng thức một nó đúng với n bằng k cộng 1. Vậy cái đẳng thức 1 đã được chứng minh. Được chưa? Đây cái bài số 4 nha, khá là dài. Được chưa? Biết cái quy luật này chưa? Câu B nha. Đẳng thức 1 nè. Nhìn vào bước 1. Bước 2. Thấy bước 2 này không? Dựa vào bước 2 này nhá, để chứng minh ra được cái bước 3 này. Bước 3 này. Thấy chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc của em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài cuối cùng là bài số 5, được chưa? Cảm ơn em đã luôn tin tưởng kênh của thầy và đăng ký kênh và chia sẻ giúp thầy video. Chúc em học tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nha. Ok, cảm ơn em, bye bye.